Tôi nó mặn vô mà có một thước nha. Nếu mà cái dùng ôm để này đó mà nếu mà hư đồ, tôi sẵn sàng làm tờ công kết, tôi bồi thường bán nhà bán cửa bán đất vậy đó. Đây thì căn nước cũng chuẩn bị sạc tới nữa, có những bà dừa bà con nghĩ là dừa sẽ giữ mé nhưng mà cũng không giữ được, cũng xong sông. Đây nước chuẩn bị dạt ra ngoài nữa đó cô chú. Người ta có thể nuôi tôm nuôi cua được. Dạ. Còn này với ban dân huyện nó mới sợ đưa nước mặn vô vậy thì sạt lở thì chúng tôi thôi. Đây này báo ở Sài Gòn nó đăng là 3.470. Nhìn thấy ghê quá, nhìn thấy gì đâu mà sâu hõm vậy đó. Là 4 ngày con tôi nó ở gần nhà báo. Dạ. Không có một cái biểu hiện gì luôn đó. Thấy nguyên hàng dừa thấy chắc chắn quá luôn á. Thì thường thường người ta trồng dừa đang giữ bến, còn ở đây là hình như dạt kinh trồng dừa với mé sông là nó sụp hết trơn. Giăng hết. Có mấy cây nặng, thấy mấy cây lớn thiệt lớn nó cũng đi luôn. Nó làm như là đất kín không có chân á, rồi mình trồng cây nó nặng cái nó lúng xuống. Nó lúng chứ không phải là nó sạc ra. Lúng ha, lúng. Lúng rồi cái bãi hè mấy bội nó đưa ra ngoài xong luôn. Nó lúng từ trên nó lúng xuống chứ đâu sạc ra đâu. Đất của tôi ngoài kia là nó lề ra khoảng 4 5 thước nó lộ ra. Mình chưa lề ra 4 5 thước mà còn sạc nó hả? Lúng vậy hả? Nó lúng xuống luôn. Thường nó vậy chứ. Mấy năm trước á khu vực mình có ảnh mấy năm trước không có vụ sạch ha. Đó là chắc tầm cỡ 2019, 2020 gì đó. Có năm cũng hạn dữ lắm luôn, là nước sông cũng cạn vậy đó. Mà không có. Nhưng mà nó không có, nó chỉ có sạc cái đằng kia là nó sạc chút xíu à. À. Là nó lỡ chút xíu thôi chứ nó cũng không phải như kiểu này nữa. Hôm nay là nhiều nhất luôn. Hôm nay sao ngộ ha. Sao vô trong đất liền luôn. Đó là khủng khiếp. Ta đóng hai lớp vừa giảm luôn mà cũng không chịu nổi. Ở đẳng lại đây chưa tới 50 mét, thì mình thêm thấy thêm một cái điểm sạt lở mới nè cô chú. Đồng khô cỏ cháy. Dạ, em mến chào quý cô chú anh chị. Dạ, em rất vui được gặp quý cô chú anh chị trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Dạ, quý cô chú anh chị ơi, hiện tại em đang ở đây là ở U Minh Thượng, Kiên Giang. Sự việc ở đây xảy ra sạt lở cô chú rất là nghiêm trọng, diễn biến từng ngày từng giờ. Hôm nay em tới đây á, bà con nói á, mới sạt tiếp tục của cô chú ơi. Thì hôm nay em sẽ cập nhật mới cái tình hình sụp ở đây như thế nào cô chú. Trước mắt cô chú thấy á, là đây á, là người dân á, hay là có người chỉ đạo là em thấy phải đốn dừa để giảm cái sức nặng của đất gây sạt lở. Đây cũng là một điểm sạt lở mới nè cô chú. Thì hôm nay em sẽ ghi hình lại những cái đoạn sạt lở mới nghiêm trọng cho cô chú xem nha. Ở đây đã xuất hiện thêm một điểm sạt lún mới nè cô chú. Lỡ xuống sông hết trơn rồi cô chú. Cây dừa xuống sông luôn.
người ta đóng hai lớp vừa giảm luôn mà cũng không chịu nổi. Nó sạt lở ăn sâu vô phía trong cái đường ranh nè. Lúc này mình không biết nó sẽ gãy cái đường ranh lúc nào em cô chú. Xe không chạy, dám chạy phía ngoài đâu, chỉ là chạy phía trong thôi. Người đi bộ cũng vậy, chỉ là đi phía trong đây thôi, phía trong không ai dám đi phía ngoài hết. Em cố gắng đi một vài đoạn này để ghi hình cho cô chú xem. Cây dừa nè, dừa mới có trái xuống sông vậy là hư rồi, đâu còn nữa, đâu còn ăn uống gì được nữa, nó bắt đầu cũng trái rồi đó cô chú. Còn cái này thì đã chơ bộ rễ ra luôn rồi. Kinh thì khô hết. Ở xa xa kia em thấy có cô đang đặt dến đặt lú gì nè, không phải người ta cuốn lên, tại vì không có nước đó, không có cá, người ta sẽ cuốn lên. Bây giờ em tiếp tục di chuyển qua phía bên trong để cập nhật những tình hình mới nhất để gửi đến cho cô chú xem. Ở đẳng lại đây chưa tới 50 mét thì mình thêm thấy thêm một cái điểm sạt lở mới nè cô chú. Dạ, em sẽ tiếp tục di chuyển để ghi lại những hình ảnh tiếp theo. Người ta ở đây á, chở trái cây bằng những chiếc xe kéo như này cô chú. Ở đây ta trồng chuối nhiều lắm. Khi bán chuối á, người ta dùng xe kéo là kéo như thế như vậy đó. Hồi bên sông sạt lở không còn tưởng tượng nữa luôn cô chú ơi. Ôi kìa. Quá thai luôn rồi. Đồng khô cỏ trái. Chú ơi, bên kia cô chú. Nó sạt lở khủng khiếp luôn, người ta dùng những cái bó gom á. Đây nè chú. Còn nhà máy nó bé kìa. Nó đi trên những tuyến đường đang sụp lở rất là nguy hiểm luôn. Thôi cho mấy đứa, có đường này đi học thôi chứ đâu có đường nào nữa. Không đi đường này thì đi đường nào. Sập luôn.
Bên này có mấy cô chú đang là đẽo cây này để mà hỏi thăm. Chú ơi, cho con hỏi cái đường bển đó, thấy sạc có quá tay sạc lâu chưa chú? Cái đường bên đối diện mình nè, sạc lâu chưa chú? Sạc cái này chắc cũng hơn nửa tháng rồi. Quá. Dạ không, con hỏi thăm lúc mà sạc đó chú có thấy được không? Không, chú không có ở đây. Dạ dạ. Rồi thấy là thấy làm gì, mấy ông hỏi để làm gì? Hỏi thì con ghi cái hình sạc, ảnh sạc đó để là trời thì mình làm lấy cái mình chụp cái hình sạc đó thôi, tóm gọn là vậy thôi. Dạ. Cái sạc này là tại vì nước nó gồng nó lỡ nó sạc. Dạ. Cái đó là quy luật, tại vì nhà nước không đưa nước vô thì buộc phải sạc thôi, cái gì tất nhiên. Cái con gì phải hỏi. Bây giờ mấy ông đưa nước mặn vô phun lửa trong này ai mà làm gãy mà hư lắm làm tờ cam kết với ủy ban huyện. Dạ. Nhưng mà có một điều là tại vì mấy ông sợ nước mặn. Nước mặn đưa vô trong này tôi nói thiệt cho ông, nước mặn đưa vô trong này mà lửng cỡ này thôi. Là gãy tôi cũng vẫn là bảo đảm an toàn không bao giờ hư đồ. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai độ mà có những người ta có thể nuôi tôm nuôi cua được. Dạ. Còn này ủy ban dân huyện mới sợ đưa nước mặn vô bị vậy thì sạt lở thì chuyện bình thường. Vậy là báo ở Sài Gòn nó đăng là 3.470 mét rồi đó, là cách đây là 4 ngày con tôi nó ở gần nhà báo nè. Dạ. Nó hỏi tôi mà, nhưng mà bữa nay là chưa biết là nó có thêm bao nhiêu nữa, tôi không biết, là đúng 4 ngày đó. Dạ. Ồ, tê sạc kêu quá. Do chỉ mất công mệt đó. À, cảm ơn chú nha. Mấy ông với ban huyện làm những chuyện tào lao á, tôi nói thiệt tình, mấy ông đưa nó mặn vô mà có một thước nha, nếu mà cái dùng ôm đến ngày đó mà nếu mà hư đồ tôi sẵn sàng làm tờ cam kết, tôi bồi thường bán nhà bán cửa bán đất. Vậy là mấy năm trước cũng có nước ha chú. Cái nước hồi đó giờ tôi thấy là ở đây là không có đưa nước mặn vô. Dạ. Năm nay khô hạn nhiều thì buộc lòng là phải đó. Tôi tuyên bố cho ông, trời này ông mưa mà quất một đám mưa lớn là sạt thêm nữa đó. Dạ. Tôi bình quân là chắc cú là một ngàn mét nữa đó. Dạ. Bởi vì cái báo nó đã đăng rồi mà. Dạ. Dạ, cảm ơn mà chú nha. Mưa là sạt lở mới dữ. Dạ. Ừ. Thôi, mưa là nước. Tôi nói vậy là mấy ông vừa nói cái ông nông dân đó, ông ở dưới đó ông nói vậy đó. Dạ. Rồi đó là mấy ông muốn cái gì xuống. Trước mắt cô chú là một điểm sụp lún nữa cô chú. Nguyên đoạn bờ kè này dài hơn 50 mét. Đã đi xuống sông hết rồi. Nằm bên phía đường bên kia, em thì đang đi phía đường bên đây. Mà con ở đây nói là sụp mỗi ngày. Không có ngờ điểm dứt. Thì em đi tiếp tục những điểm tiếp theo để ghi hình cho cô chú xem nha. Năm nay thì nắng quá thành ra nó kéo dài á, thành ra gây hạn hán, rồi bà con không có nước để tưới. Đây nè, người ta trồng không có nước tưới nữa nè, đất khô hết, đất nẻ hết rồi. Đây nhìn qua bên sông em đã thấy được một điểm sạt lở tiếp theo đó nè cô chú. Đi về U Minh, cô chú mình không thể mà tưởng tượng được nữa đâu. Em chứng kiến em thấy rất là khủng khiếp. Hồi đó nó phía sâu vô luôn á, để em gom lại cho cô chú xem. Vừa là người dân là xả gì cho đốn hết để cho giảm sức nặng, nhưng mà em thấy cũng không có ăn nhầm gì nó hết chứ, đốn hết nguyên bờ dừa này luôn cô chú, hết luôn. Đằng kia cũng có đốn dừa nữa cô chú. Em lại tiếp tục di chuyển để ghi hình
những cái điểm sạt lở mới cho cô chú xem nha. Ủa anh cho em hỏi cái đây là mình đốn dừa để cho ngăn sạt lở sụp đúng không anh? Đúng rồi. Cho nó đừng có gió thổi nó rớt cặp xuống nữa. Anh thấy đất nó bắt đầu nó có hiện tượng nó sạt xuống dưới lòng kênh rồi nè. Anh bình bảnh cũng phải gần nước hết rồi kìa. Cái này mình đốn dừa này lâu chưa? Lúc sửa sang sụp đó đốn. Đứng này hả? Hỏi kỳ trời. Ở đây thấy gì mỗi ngày mỗi sụp luôn á. Đường á. Sụp gần hết cái kinh này. Còn sụp là gai, hạn nữa là còn sụp nữa. Bây giờ trời khô thì còn giữ được đôi chút. Mưa là kể như là hết luôn. Mưa đầu nó nước nó thấm vô mấy là bán kem ký, kem ly, bánh mì, kem sữa đây cô ơi. Bán kem ký, kem ly, bánh mì, kem sữa đây cô ơi. Bán kem ký, kem ly, bánh mì, kem sữa đây cô ơi. Tiếp tục em đi để ghi hình những chỗ sụp tiếp theo. Ở đây bà con mình á thấy có hiện tượng mà có sụp rồi thì tức tốc đốn những hàng dừa để ngăn ngừa cái việc sụp lún. Đêm thấy rất là khô cô chú. Dưới sông á không có nước nôi vậy trơn á, khô beo à. Mà con nói thấy đường vậy đó chứ đi chứ không biết sụp lúc nào, rất là nguy hiểm. Bên kia lại phát hiện một điểm sụp cúng mới nữa cô chú ơi. Bên đây cũng vậy đó nè, mới sụp cúng mà. Bên đây nhìn qua em thấy phát hiện một điểm sụt lún thiệt là dài luôn á. Sụp sâu hổm vào trong luôn á cô chú. Nguyên cái hàng cây, hàng dừa, gai gần giữa, gạch là giữa kinh rồi cô chú. Một lát nữa em sẽ đi qua bên sông để hỏi thăm bà con về cái việc sụp lún này xảy ra bao giờ, lâu chưa. Sát bên đây cũng có điểm sạt lún nè cô chú, rất là ngộ màu nó nứt thôi kìa.
không thể nào tưởng tượng nổi cô chú ơi. Thì bây giờ em sẽ đi qua bên đường bên kia để hỏi thăm bà con, rồi em ghi hình lại cho cô chú xem nha. Bà ơi, làm ơn cho con hỏi á, một khúc này mình chuẩn bị thấy sụp đó, sao mình đốn vừa hết trơn vậy bà? Bị gì nó không có trái tôi đốn á. Dạ ha, chứ không phải là sợ nó sụp ha. Ừ. Dạ. Khúc đẳng này bị tôi đốn lâu rồi. Dạ đốn lâu rồi ha. Ừ, đốn chưa tới bây giờ đó. Còn ở đẳng thì sụp. Sụp mới đốn. Dạ. Dạ, để con chạy đẳng con ghi hình. Gì mà không có trái gì trơn mà nó cao quá trời luôn. Dạ. Có cây nè. Đốn luôn nè. Này, để em ghi hình lại cho cô chú xem. Ăn sâu vô trong đất liền luôn. Rất là khủng khiếp. Em nhảy xuống đây. Ừ, chú ơi. Ăn sâu vô trong nè. Ở đây sập trước cửa nhà của một hộ dân nha. Thì vậy nhưng mà không biết gặp lúc nào đâu chú. Thiên Giang bây giờ là báo động đỏ rồi cô chú, sập tường. Bây giờ em lại tiếp tục đi ghi hình những điểm sạt lở mới cho cô chú xem nha. Kiên Giang thì cô chú nói là sạt lở mỗi ngày, không chỗ này cũng chỗ kia, giống như là sạt lở không ngừng. Đi ra nửa kinh luôn rồi. Chị ơi, cho em hỏi cái này sạc bao lâu rồi chị? Lâu chưa chị?
Mấy ngày hả chị? Dạ. Sạc quá ta sạc luôn, thấy uống gà tới nửa kinh luôn rồi. Dạ. Dạ. Để hỏi thăm chúng bên đây. Này sạc mười mấy ngày hả chú? Lúc sạc đó nó mình có nghe tiếng động gì không chú? Không. Bữa đó chú có nhà không? Sạc con đêm mà. Sạc con đêm hả chú? Ừ. Lúc đó mình ngủ ha. Không có mấy ông kia vô quay đó. Mấy ngày. Dạ. Ở đây là mấy ngày. Cây dừa xuống sông luôn rồi kìa. Vì nó tuột chân đó. Mưa xuống một tuột dữ nữa. Dạ. Bây giờ đâu có cách nào để phải chịu thôi, đâu có cách nào khắc phục ha. Chỉ có nhà nước làm thôi chứ. Nó vô nó đo nó gạch đó. Dạ. Nhưng mà không biết là nó sửa cái sao. Ở đây là mười mấy ngày hết rồi. Dạ. Lộ làm trong Tết hay là năm ngoái chú? Cái lộ này hả? Dạ. Làm cũng 3-4 năm rồi. Dạ. Có cây cầu ngoại mới bắt á, năm rồi á. Dạ. Gập gãy luôn đó. Ôi ôi, hết biết. Sao năm nay tiếng kinh nào thấy cũng sụp hết trơn nha. Kinh nào cũng sụp hết. Mưa xuống sụp dữ, không phải gì không đâu. Dạ. Có biết lý do sao mà mình sụp cái... Khô nè, khô nóng quá rồi, khô nó sụp. Khô kể như là nước dưới sông không còn. Không còn đó, nắng này nó sụp. Dạ, phải chi có nước là nó giữ hai cái mép hai bên. Thì nó đâu có sụp mà nào, giờ có nước nó đâu sụp. Dạ. Năm nay khô. Quá trời khô. Vậy là những tiếng đường này không còn chưa im đâu. Còn nếu mà mưa nữa mưa, là sụp nữa. Mưa thì sụp hết. Mưa là sụp có thể là hơn cái này nữa. Dạ. Giờ nó vô tới trong khỏi đan nó trang rồi đó. Nó giật đất hả chú? Dạ. Ông đi coi cặp mỹ đan là nó nứt vô khỏi trong này hết rồi. Giờ sụp bức lộ này luôn đó. Trời ơi. Vậy rồi bà con mình đi sao di chuyển được đây? Cũng phải chịu chứ sao. Mình thấy khổ ha. Buôn bán, mấy người buôn bán, mua bán. Di chuyển khó khăn. Dạ. Dự đoán còn nắng dài hạn đó chú, chưa có... Ừ, nắng tới tháng 4, tháng 5 mà. Dạ. Nắng không có làm gì được luôn. Tôi bên xe đây, tôi còn đậu mấy ông đâu cho đi đâu. Dạ. Chú bên xe tải ha. Cô bé nè. Cô bé ha. Dạ. Đậu không có làm gì được. Năm nay khổ rồi. Buôn bán gì cũng người ta đi buôn bán không được hết. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú nhiều nha. Lâu là mưa mới giữ. Dạ. Bữa nay lúc này thì sụp 1 nhưng mà mưa sụp 5 sụp 6 luôn hả chú? Dạ. Dạ. Nước tới trong xăng mình rồi nè. Dạ. Hôm nay thêm một điểm sạc mới nữa. Đây cô chú, ở đây sạc nè, bên sông sạc nè, dây điện nằm la liệt ở dưới đó. Kinh đó cô chú thấy không, dây điện đó cô chú nằm la liệt dưới đáy kinh.
bên đây bên trên thì nhà dân bỏ nhà, chắc có phải là người ta sợ sụp người ta bỏ xứ ta đi không đó, em không biết, em chỉ đoán vậy thôi. Còn bên kia thì sạt rất là nhiều. Đây nè cô chú, đây cũng vậy đó nè. Rồi em sẽ tiếp tục đi đến theo những con đường để ghi hình những cái điểm sạt lở cho cô chú xem nha. Anh ơi, cho em hỏi chỗ đây của mình nó sạt lâu chưa vậy? Mấy ngày ha? Yeah. Ô, chỗ này sạt lúc nó sạt nó nhạt không vậy? Con nó sạt cái tối sạt con lỗ đây cái sáng như 7 giờ nó tụt xuống nữa. À, tối sạt trước con lỗ mà. À, con lỗ chừng 2 cái dừa đây à. Dạ. Yeah. Cái giấc sáng 7 giờ cái nó tụt từ này nó tụt tới bên kia tụt xuống cái 1 luôn. Rồi rồi. Thì ghê trời. Nãy em lội xuống em thấy á là nó hủng vô trong sâu lắm luôn. Mà nó thua lỗ mà ở ngoài đầu kinh chút thôi, cái lỗ đầu kinh mới giữ. Dạ. Cái lỗ mà nó hẩm xuống đó. Dạ. Cái lỗ đó gần gớt luôn đó. À, dạ. Có lỗ này là nó vô hết nửa, hơn nửa lỗ. Hơn nửa lỗ rồi đó. Hơn nửa lỗ, có lỗ gần cây xài đó là nó vô hơi sâu đó. Dạ. Còn đây. Này nó hơi ít một chút nè. Giờ trời nắng nó còn giữ được, trời mưa chắc nghĩ chắc đi luôn á. Trời mưa là nó còn tụt nữa, trời mưa nó nước nó làm cho chúng nó đường nẻ đó. Dạ. Nó mới tụt á. Ngày lỗ này thì giờ mưa thấy chắc xong rồi, chắc đi xong rồi. Mưa chắc tụt luôn á. Dạ. Mọi người cảm ơn anh nha. Còn dài còn mấy lỗ nữa, bên sông gần gần tổng con lỗ nó tụt luôn, cái lỗ xuống luôn. Nó mới tụt đó chừng 5 6 ngày nay. Dạ, bên sông anh ha. Ừ. Dạ. Vô hút trong. Dạ. Xuống hết trơn lộ luôn. Xuống hết tuôn nguyên lộ xuống. Dạ dạ, để mà bảo em ghi hình nè. Rồi cô chú ơi, phía trước em thấy có một điểm sạt lở nữa nữa kìa cô chú. Cái này người ta dùng những cái cọng gom á, người ta chắn lại để cho người đi đường á né, không thấy vậy. Không phải rơi xuống chỗ sụp. Bên sông kìa cô chú. Bên sông sụp một đường dài. Từ đó đó. Sụp dài lại đây luôn. Quá tài luôn cô chú ơi. Thấy tội cho người dân quá. Như bà con nói ở đây á, đường làm chưa kịp vui thì đã mắc rồi, sụp mắc hết. Năm nay buôn bán thì không được, kinh tế thì khó khăn. Em vừa thấy thêm một điểm sạt lở nè cô chú. Đây nè cô chú. Điểm sạt này cũng không có nhiều bằng những điểm kha kia, nhưng mà cái nền móng này rất là yếu. Nếu trời mưa xuống thì sẽ có thể là đi luôn đường ranh đây, đi xuống sông luôn. Những cây dừa lúc trước nằm trên bờ, bây giờ nằm xuống sông luôn rồi. Đó, tôi thấy gì? Nó khổ biết chừng nào không? Đây nào cô chú. Đây có thêm một cái điểm sạc nguyên không? Con đường xuống sông luôn. Xuống tới đáy sông luôn. Mới sạc nè.
Đây thì găng nước cũng chuẩn bị sạc tới nữa nè. Cái cửa của một nhà dân nha. Ôi, cũng khiếp quá à, cô chú ơi. Ở đây có những bò dừa. Bà con nghĩ là dừa sẽ giữ mé, nhưng mà cũng không giữ được, cũng xuống sông hết luôn rồi. Giờ chạy xe phải chạy ở phía trong. Đây nước nước chuẩn bị dạt ra ngoài nữa đó cô chú. Nước sâu luôn, ở dưới cộm hơn 1 mét luôn, chắc có 2 mét á. Nhìn cảnh tượng này thấy thấy ớn quá cô chú ơi, thấy ghê quá. Bên sông thì em thấy người dân đang thu hoạch chuối nè. Chị ơi, làm ơn cho hỏi cái đường này sụp lâu chưa vậy chị? Bữa đó sụp mình có nhà không? Mình có nghe cái tiếng động gì lớn không? Không nghe tiếng gì hết. Tại vì nó cạn nước rồi. À. Nhớ là sập hình như là bữa thứ tư. Rồi lúc sáng đó là mình ra mình thấy giật mình luôn ha. Thì hết trơn xong luôn rồi, nhìn xuống tới đáy xong luôn rồi. Nói chung là không không có nghe gì hết trơn á. Mới buổi sáng rồi mới thấy đứng đó, mới quay vô trong nhà nấu ăn chừng 30 phút là đi ra là nó vậy đó. Buổi sáng ha. Nhìn thấy ghê quá, nhìn thấy gì đâu mà sâu hổm vậy đó. Xuống chắc cỡ 3 mét rồi. Nó không có một cái biểu hiện gì luôn đó. Thấy hàng, thấy nguyên hàng dừa thấy chắc chắn quá luôn á. Thì thường thường người ta trồng dừa đang giữ bến, còn ở đây là hình như dạt kinh người ta trồng dừa với mé sông là nó sụp hết trơn. Giăng hết. Có mấy cây nặng, thấy mấy cây lớn thiệt lớn nó cũng đi luôn. Nó làm như là đất chứ nó không có chân á, rồi mình trồng cây nó nặng cái nó lúng xuống. Nó lúng chứ không phải là nó sạc ra. Lúng ha, lúng. Lúng rồi cái bãi hè bãi bồi nó đưa ra ngoài sông luôn. Nó lúng từ trên nó lúng xuống chứ đâu sạc ra đâu. Đất của tôi ngoài kia là cái lề ra khoảng 4-5 thước nó lộ ra. Mình chừa cái lề ra 4-5 thước mà còn sạc cái đó hả? Lúng lúng vậy hả? Nó lúng xuống luôn. Chứ đâu phải cái lộ là sát cái lề luôn đâu. Nếu mà chi nó mình cảm nhận nó rung rinh gì thì nó động đất còn này đâu phải ha. Nó không có dấu hiệu gì chứ, lộ nó cũng không có thấy, ít nhất là nó phải có gân hoặc là nó xề ra hơi hơi vậy, còn này không có luôn, nó bình thường có gì chứ. Mấy năm trước á khu vực mình có anh. Mấy năm trước không có vụ sạc ha. Đó là chắc tầm tầm cỡ 2019 2020 gì đó, có năm cũng hạn dữ lắm luôn, là nước sông cũng cạn vậy đó. Mà không có. Nhưng mà nó không có, nó chỉ có là nó chỉ có sạc cái đằng kia là nó sạc chút xíu à. Là nó lỡ chút xíu thôi chứ nó cũng không có phải như kiểu này đó. Hôm nay là nhiều nhất luôn. Hôm nay sao ngộ ha. Hôm nay nặng chứ. Em cảm ơn chị nha. Dạ. Mà đi làm phóng sự hay là YouTube đây? Dạ YouTube ạ. À.